chỉ hơn 1 km để mình đi ra ủy ban nhân dân xã, rất gần. Ngang 10m có mặt tiền đường bê tông, dài 58m và ngay trong khu dân cư. Mà chỉ 329 triệu thôi anh chị em ơi. Đường bê tông ngay trong khu dân cư rất có giá trị, đất ba gian màu mỡ. Mình có thể trồng được nghệ như này luôn nha. Đất người ta đang thu hoạch lên này. Ngang 10 dài 58 có sẵn 60m khu dân cư, ngay trong khu dân cư, đường thông tứ hướng. Đất bằng phẳng đẹp này, đã trả mặt bằng rồi và đang đi bắn thân trụ đây. Anh chị em đang bắn thân trụ đây nha.